trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp, gọi tắt là chương trình 585 do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện. Đây là chương trình liên ngành đầu tiên cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai từ năm 2010, thực hiện hai giai đoạn 2010-2014 và giai đoạn 2015-2020. Với mục đích tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Chương trình 585 đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thông qua 3 dự án. Dự án 1, tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Dự án 2, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp. Dự án 3, hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể. Để đáp ứng đúng và trúng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, chương trình đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào 5 hoạt động chính cụ thể như sau. 1. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về các chuyên đề pháp luật kinh doanh. 2. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp và cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 3. Xây dựng và phát sóng chương trình phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. 4. Xây dựng bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các cuốn cẩm nang pháp luật. 5. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Năm 2020 là năm đặc biệt có nhiều khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đối diện với tình hình dịch bệnh COVID-19. Chương trình 585 đã đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến, trong đó có hoạt động phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp thông qua trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp. Kết quả đạt được, bên cạnh việc tổ chức thành công 21 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, 17 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, 14 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, 5 tọa đàm và 15 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng phát sóng hàng tuần 219 số chuyên đề kinh doanh và pháp luật trên Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh VOV và 43 chương trình kinh doanh và pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VTV2. Chương trình 585 đã nhanh chóng kịp thời triển khai hoạt động xây dựng và phát sóng 40 chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên kênh truyền hình Quốc hội. Dưới hình thức tọa đàm, hỏi đáp, phóng sự, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh, chính xác các thông tin pháp luật, góp phần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Sau 10 năm triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động của chương trình 585 trên cả nước, chương trình 585 đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức được 369 hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về các chuyên đề pháp luật kinh doanh, tổ chức thực hiện trên 200 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút gần 15.000 lượt đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp tham dự, tổ chức thực hiện 117 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút gần 11.000 lượt cán bộ pháp chế, luật sư, luật gia, cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp tham dự. Chương trình 585 cũng đã giao cho các cơ quan, đơn vị tổ chức 36 tọa đàm, 135 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, thu hút hơn 16.000 lượt đại biểu cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tham dự. Bên cạnh đó, chương trình đã phát hành 47 bản tin, cẩm nang, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Trong đó, riêng bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với số lượng 26 số phát hành trên 20.000 cuốn với các chuyên đề về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại 30 địa bàn kinh tế có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, tận dụng ưu thế của công nghệ Internet, chương trình đã xây dựng 63 bài giảng pháp luật trực tuyến cho cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, một trong những hoạt động nổi bật và tạo được dấu ấn tích cực trong toàn bộ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chính là hoạt động phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam mang tên Kinh doanh và Pháp luật. Gần 360 chương trình truyền hình đã được phát sóng định kỳ hàng tuần dưới dạng tọa đàm trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. 1.744 bản tin phát thanh đã được thực hiện định kỳ hàng ngày trên hệ VOV1, VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam.
xây dựng 40 chương trình hỗ trợ pháp lý, góp phần phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 trên đài truyền hình Quốc hội. Những con số này đã minh chứng rõ nét cho kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2020. Theo khảo sát và đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng cường toàn diện GIG, chương trình 585 là một trong 10 chương trình hỗ trợ hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp trong thời gian qua, với 84,5% số người tham gia khảo sát biết đến các hoạt động của chương trình 585. Có thể nói, trong quá trình triển khai thực hiện, chương trình đã gặp phải không ít khó khăn, thách thức, cũng như vẫn còn một số tồn tại hạn chế bất cập. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, chương trình 585 đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cơ bản đã đạt được mục tiêu của chương trình đề ra, có tác động đối với các bộ ngành địa phương, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và doanh nghiệp được các chuyên gia đánh giá cao. Chương trình này nó ra đời, nó có thể đưa ra cái gọi là chám vào cái chỗ ta gọi là cái nâng cao cái nhận thức và pháp luật cho doanh nghiệp và nhằm giảm thiểu cái rủi ro về mặt pháp luật trong kinh doanh. Thế tuy nhiên khi quan sát thực tế thì tôi thấy rằng cái tác động của chương trình này nó cũng lớn hơn. Có nghĩa rằng tôi là một khán giả thường xuyên xem cái chương trình này thì không chỉ có ý nghĩa cho kinh doanh trong ở đây gọi là trực tiếp là doanh nghiệp, mà thậm chí nó cũng có rất nhiều cái nội dung mà nó có ý nghĩa cho những nhà hoạch định chính sách, những cái nhà ra quyết sách xây dựng pháp luật. Chương trình 585 về cái kinh phí thì không nhiều nhưng mà cái hiệu quả mang lại rất là lớn, đặc biệt là cái hiệu quả về mặt xã hội. Các cái doanh nghiệp rất quan tâm đến những vấn đề pháp lý liên quan. Các cái doanh nghiệp ở Hà Tĩnh thì chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, và trong cái điều kiện thị trường hiện nay thì hoạt động hết sức khó khăn và những cái vấn đề pháp lý của họ cũng gặp rất nhiều vấn đề mà cần quan tâm. Cho nên cái chương trình này hỗ trợ đối với doanh nghiệp thì các doanh nghiệp cũng rất là quan tâm, rất là tích cực tham gia. Chương trình này đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cái tổ chức, bao gồm các cái tổ chức bộ ngành, rồi thì các cái chính quyền ở các địa phương và các hiệp hội doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn gì chứ không phải là chúng ta muốn gì, những người làm chương trình muốn gì, doanh nghiệp cần gì là chúng ta phải khảo sát và điều tra. Thì tôi cho cái quá trình làm kể từ năm 2010 đến nay thì các cái ban chỉ đạo cũng giống như ban quản lý chương trình là luôn luôn chú ý đến cái nguyện vọng của doanh nghiệp cũng như là sự thay đổi của pháp luật kinh doanh, để từ đó để lựa chọn những cái chương trình nó nội dung nó thích hợp. Đánh giá là một trong những cái chương trình rất là tốt để thực hiện cái hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa. Vừa qua thì chính phủ lại ban hành cái nghị định 55. Nghị định 55 này có một điểm rất quan trọng, đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ vừa, hay chỉ doanh nghiệp nhỏ vừa thôi. Qua đó thấy được cái các cái bước đi, cái bước phát triển của chương trình nó ngày một sát hơn đối với cái nhu cầu thực tế. Và với một cái nguồn lực chưa hẳn là dồi dào, mạnh mẽ, thì đã chọn được cái đối tượng hỗ trợ rất là đúng. Điểm thứ nhất là thế. Cái điểm thứ hai là trong các cái đề án của chính phủ thì cái chương trình 585 là một trong những cái chương trình tương đối nghiêm túc. Cái điểm thứ ba nữa là cái chất lượng tư vấn trong cái chương trình tương đối tốt và đáp ứng được cái yêu cầu mong mỏi của doanh nghiệp. Đấy là những cái điểm mà nó tạo nên cái thương hiệu trong ngành tư pháp. Với những hoạt động cụ thể, thiết thực được triển khai đồng bộ trong thời gian qua, chương trình đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức pháp luật, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, thiết lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật của doanh nghiệp, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực pháp lý, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả của chương trình 585, qua kết quả khảo sát đánh giá của Bộ Tư pháp năm 2020 cho thấy, để làm tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, các bộ ngành và địa phương cần quan tâm 6 hoạt động sau. 1. Cần quan tâm hơn nữa việc bố trí kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 2. Ưu tiên nhân lực thực hiện công tác pháp chế. 3. Phải có chương trình hiệu quả cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn. 4. Có đội ngũ chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. 5. Tuyên truyền tốt các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tới các doanh nghiệp. 6. Phối hợp tốt với doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp. Từ kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, căn cứ vào luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017,
Nghị định số 55/2019 NĐ-CP, Bộ Tư pháp đã khảo sát lấy ý kiến bộ ngành địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và đã có tờ trình 57/TTR-BTP ngày 20 tháng 10 năm 2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 với mục đích 1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. 2. Định hướng cho các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ ngành địa phương. 3. Nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy sự tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Mục tiêu chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Với mục đích rõ ràng, đi đúng và trúng trọng tâm về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt với các mục tiêu cụ thể, gồm 1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng một cơ sở dữ liệu về vụ việc vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Cung cấp các chính sách, đề án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ ngành địa phương. 3. Tiếp nhận 100% phản ánh từ doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vướng mắc, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 1. Tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh. 2. Tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật bao gồm tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại và các hoạt động tư vấn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đảm bảo 100% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Có thể thấy với các mục tiêu cụ thể, nội dung được xây dựng một cách chi tiết, đặc biệt với sự kế thừa kinh nghiệm và nhiệm vụ đã được thực hiện trong 10 năm qua, chắc chắn Bộ Tư pháp sẽ thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 thành công, ghi dấu ấn với cộng đồng doanh nghiệp, qua đó khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.